Thầy chào các em đã quay trở lại với tiết học của thầy Quang. Trong tiết học này, thầy sẽ hướng dẫn các em học phần tiếp theo trong bài số 4, tin học trong phát triển kinh tế và xã hội. Tiếp theo trong tiết học này, chúng ta sẽ tìm hiểu phần số 4, đó là đồ dùng và thiết bị thông minh, trang số 23, sách giáo khoa tin học lớp 10, bộ sách cánh diều nhé các em. Đầu tiên, các em sẽ thực hiện cho thầy hoạt động số 3 ha. Trong hoạt động số 3 này thì có hai nội dung. Thứ nhất là em hãy kể một loại đồ dùng thông minh mà em biết. Nội dung thứ hai là theo em thì đồ dùng như thế nào được gọi là thông minh. Đầu tiên trả lời cho câu hỏi số 1 trước các em. Thì một số đồ dùng thông minh, chẳng hạn như là các em kể ra như là máy tính, điện thoại thông minh, TV thông minh, máy tính bảng, camera thông minh, máy bay không người lái hay là xe tự hành. Đây là những cái đồ dùng hay là những cái thiết bị có thể nói là thông minh. Thì các em chỉ cần kể một loại thôi. Thì các em chỉ cần kể máy tính hoặc là điện thoại thông minh hoặc là TV thông minh hoặc là máy tính bảng. Thì ở đây thầy kể ra một số để cho các em có thể là lựa chọn và các em trả lời ha. Nội dung số 2 thì theo em đồ dùng như thế nào được gọi là thông minh. Thì đồ dùng thông minh là đồ dùng có khả năng xử lý thông tin, rồi sau đó thì xuất ra kết quả xử lý thông tin và đưa ra các cái quyết định hành động, có khả năng kết nối và truyền tải thông tin. Ở đây thầy ví dụ như một cái camera thông minh. Khi mà chúng ta đi ngang qua thì camera này có thể là thu thập thông tin và khi đó thì sẽ xử lý thông tin và biết là phát hiện ra là có một người đang đi qua. Thì camera này mới đưa ra cái quyết định hành động là gì? Hành động là sẽ soi cái con mắt camera theo cái hướng đi của người đó. Các em đi đến đâu thì camera xoay đến đó. Đó là camera có xử lý dữ liệu và đưa ra quyết định, cũng như là truyền tải và kết nối dữ liệu hết các em. Hiện nay thì các em thấy có là nhiều đồ dùng hay là thiết bị được gắn thêm hai chữ thông minh ở phía sau tên gọi của nó ha. Chẳng hạn như là điện thoại thông minh hay là đồng hồ thông minh đều có chữ thông minh ở phía sau. Thì nói về điện thoại thông minh đó các em thì rất là quen thuộc rồi ha. Điện thoại thông minh thì thực chất là một cái máy tính thu nhỏ. Điện thoại thông minh có cả hệ điều hành, có thể cài đặt thêm hoặc là gỡ bớt các cái phần mềm ứng dụng trên đó. Có bàn phím ảo, màn hình hiển thị thông tin và cho phép chạm vuốt để điều khiển điện thoại. Điện thoại thông minh là một cái hệ thống xử lý thông tin, thực hiện đầy đủ các bước xử lý đầu vào, xử lý dữ liệu, xử lý đầu ra và xử lý lưu trữ nữa các em. Còn đồng hồ thông minh là một cái thiết bị số hiện đại, có thể coi như là một cái điện thoại thông minh, đơn giản bớt một số chức năng và thu nhỏ lại. Nhiều gia đình thì có cả TV thông minh, có đầu TV kỹ thuật số. Thì kể cả hai thiết bị này, cả TV thông minh hay là đầu TV kỹ thuật số cũng có hệ điều hành, cũng có thể cài đặt thêm hay là gỡ bớt các ứng dụng giải trí ở trên đó. Có các cái điều khiển đóng vai trò như là bàn phím và chuột, chúng ta có thể là sử dụng cái remote để chúng ta điều khiển. Thì remote này có thể là đưa dữ liệu vào ha, giống như là bàn phím hay là chuột nha các em. Như vậy chúng là các cái hệ thống xử lý thông tin, có thể coi là máy tính chuyên dụng gắn với TV các em. Robot lau nhà, hút bụi thông minh ở hình số 1 thì các em có thể xem hình số 1. Các em thấy đây là một cái con robot dùng để lau nhà và hút bụi thông minh ha. Thì có thể là xác định phạm vi vùng làm việc, tức là nó có thể xác định là nó làm việc ở trong phạm vi nào ha các em. Rồi nó có khả năng là gì? Nó biết vòng, biết tránh trở ngại trên đường đi. Khi mà gặp sự cố, gặp trở ngại, tức là gặp hoặc cản trở đó, thì nó biết tránh, biết né ha. Rồi tự tìm chỗ nạp điện khi mà sắp hết điện, hay là cái khóa cửa dùng dấu vân tay, rồi cái máy chấm công nhận diện khuôn mặt thì đang trở nên phổ biến hiện nay. Đã có các cái máy đọc chữ đeo tay cho phép người khiếm thị gà theo những dòng chữ trên trang in để nghe các cái lời đọc hết các em. Như vậy thì đồ dùng thiết bị được gọi là thông minh khi có khả năng xử lý thông tin, kết nối với người dùng hoặc kết nối với các thiết bị khác, có thể hoạt động tương tác và tự chủ ở một mức độ nào đó. Các em tìm hiểu phần 5 nhỏ, các cuộc cách mạng công nghiệp. Các em thực hiện cho thầy hoạt động số 4 ha. Em hãy cho biết đã có những cuộc cách mạng công nghiệp nào. Thì trong lịch sử đã xảy ra 4 cuộc cách mạng công nghiệp các em.
Thì tổng cộng chúng ta có 4 cuộc cách mạng công nghiệp ha. Đó là cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ hai, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ ba và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư hết em. Cách mạng công nghiệp lần thứ nhất bắt đầu ở nước Anh từ nửa cuối thế kỷ 18. Thì trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất này đã phát minh ra động cơ hơi nước, động cơ đốt trong, đã dẫn đến cơ giới hóa sản xuất, giải phóng con người khỏi lao động chân tay nặng nhọc hết em. Còn cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ hai thì bắt đầu vào nửa cuối thế kỷ 19 với việc phát minh và sử dụng điện, động cơ điện ở Đức và Mỹ. Nước Đức thống nhất sau chiến tranh đã trở thành một cường quốc công nghiệp hùng mạnh. Mỹ đã vượt Anh, trở thành nước công nghiệp phát triển nhờ điện khí hóa và sản xuất hàng loạt theo dây chuyền. Còn cách mạng công nghiệp lần thứ ba thì bắt đầu từ những năm 70 của thế kỷ 20 với sản xuất tự động hóa dựa vào máy tính và các thiết bị điện tử. Người máy, robot thay thế con người trong các cái dây chuyền sản xuất. Internet thì ra đời, thay đổi môi trường sản xuất kinh doanh. Hiện tại thì thế giới đang chứng kiến cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư các em. Thì đặc trưng của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư này là việc đẩy mạnh phát triển công nghệ giúp xóa mờ ranh giới giữa các yếu tố vật chất, kỹ thuật và sinh học, đem đến nền sản xuất thông minh. Nói một cách cụ thể hơn, đó là sự cải tiến công nghệ nhanh chóng, mạnh mẽ thông qua việc tăng cường sử dụng truyền thông, di động và kết nối Internet vạn vật, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, công nghệ robot, phương tiện tự điều khiển, công nghệ in 3D, công nghệ nano và công nghệ sinh học v.v. Tiếp theo các em tìm hiểu phần 6 nhỏ, Internet vạn vật và máy móc thông minh trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư hay còn gọi là công nghiệp 4.0 là sản xuất thông minh trong các nhà máy thông minh. Song song với máy móc, thiết bị vật lý, máy tính đã tạo ra bản sao số hóa của chúng, mô phỏng hoạt động như là một hệ thống, tức là tạo ra hệ thống thực ảo, thế giới ảo song hành cùng với thế giới thực các em. Thì các em có thể là quan sát hình số 2, sơ đồ, hình ảnh về mô phỏng về cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Máy móc, thiết bị ảo tương tác với nhau trong thế giới ảo theo quy trình sản xuất. Rồi sau đó thì máy tính sẽ tính toán và đưa ra quyết định điều khiển sản xuất. Những cái thông tin đó sẽ được gửi đến máy móc và thiết bị vật lý thật. Như vậy thì sản xuất trong thế giới thực được hỗ trợ bởi các quyết định và điều khiển đã được tính toán bởi hệ thống thực ảo. Các máy móc thiết bị trở nên thông minh. Nhờ có Internet vạn vật, các máy móc, thiết bị giao tiếp và cộng tác với nhau với con người trong thời gian thực. Máy móc, thiết bị thông minh là nhân vật trung tâm trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư này. Internet vạn vật kết nối với máy móc, thiết bị cộng tác thông minh, tạo ra một hệ thống thực ảo, tự chủ cùng nhau sản xuất. Qua bài học này thì các em có thể tóm tắt một số nội dung như sau. Thứ nhất là chuyển đổi số là ứng dụng công nghệ thông tin ở mức cao, tạo ra thay đổi về chất. Thứ hai là công nghệ thông tin và truyền thông là một trụ cột để phát triển kinh tế tri thức. Thứ ba, công nghiệp 4.0 là sản xuất thông minh trong các nhà máy thông minh. Như vậy là thầy vừa hướng dẫn các em học xong phần lý thuyết bài số 4, tin học trong phát triển kinh tế và xã hội. Cuối bài số 4 này còn phần bài tập luyện tập và bài tập vận dụng các em. Thầy sẽ hướng dẫn các em học trong tiết học sau nhé. Các em có thể là kéo xuống dưới phần mô tả của video này. Các em nhấn vào link, các em vào danh sách phát để các em xem đầy đủ các video hơn ha. Có thể là xem cách giải bài tập, luyện tập và vận dụng ha các em. Còn bây giờ thầy sẽ dừng video ở đây. Cảm ơn các em, chúc các em học tốt, đạt điểm cao nha. Hẹn gặp lại các em trong tiết học sau.